Rồi coi làm việc thôi anh em ơi, làm việc thôi. Anh em thấy gì chưa? Anh em thấy gì chưa? Đó, Alice Vĩnh Hằng, hệ hỗn loạn và bóng tối, hệ học quyết nha mọi người. Quay thôi, quay liền thôi, săn về có Alice Vĩnh Hằng cho mẹ. Mẹ thích con này lắm. Tôi phải cài sáng đêm luôn để có thể có được 30 cuộn giấy. Ôi ôi ra rồi, phải không? Ra phải không? Đúng rồi, con mẹ nó tuyệt vời. Mẹ ơi, con lấy được con ấy chuyển thằng về cho mẹ rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Đừng nói giấy thứ ba ngày tập nha. Để tập thiệt người ơi. Trời ơi, giờ tôi gọi 10 khế ha. Sao cảm thấy nó cao cao thế nhỉ? Đau lòng quá. Tự nhiên cảm thấy nó cao lòng quá mọi người. Rồi cái này là cái gì đây? Thôi bỏ qua đi ha. Bỏ qua đi mọi người. Giờ cái đặc biệt là chúng ta phải... Cái gì mà chấm đói trong đốm giấy? Trời ơi, đói. Cửa 10 khế qua ngày đau lòng quá, không biết ra được thêm con nữa không mọi người. Ra được chắc khóc quá. Ra đi. Rồi hút ghé luôn rồi. Rồi ghê bị ổi rồi mọi người ơi, chứ ai cái chỉnh thằng hiếm mà sao mà trong đây được. Làm cái tưởng thật, xém hối thận rồi. Giờ sao mọi người? Chỉ có được một con thôi á. Thôi kệ, vậy cũng bản nguyện ha mọi người ha. Rồi, review với con Alice Vĩnh Hằng rồi mọi người ơi. Con này đẹp mà có cái phí kim cương quá mọi người ạ. Đó. Ôi bà đẹp quá bà ơi. Hàng chi mẹ tôi mê bà đúng rồi. Nãy có quay được cái này hay mọi người ha. Giờ mở ra ha. Để coi có con gì nha. Không sao nè. Trời đất ơi rù má. Ủa sao ngay xanh vậy? Mở được con hỗn loạn luôn nè. Trời.